Sau một tuần sóng yên biển lặng, eo biển Đài Loan lại một lần nữa được chứng kiến màn so kè căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau khi Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc ngay lập tức tuyên bố sẵn sàng đối phó với mọi thách thức và đe dọa. Cùng lúc lại rộ lên thông tin quân đội Mỹ đã bí mật vào đóng ở Đài Loan. Về ngoại giao, Trung Quốc chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mỹ dối trá do bị kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Trên mặt trận kinh tế, ông Biden nói đang cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện. Trong khi eo biển Đài Loan đang dậy sóng thì Biển Đông lúc này cũng đang liên tục nổi những cơn sóng ào ạt do sự tham lam của Trung Quốc, và sau các màn cổng rắn cắn gà nhà và sự cúi đầu trước anh cả của Tổng thống Philippines Duterte, cuối cùng Bộ Ngoại giao nước này cũng đã tuyên bố không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông. Tiếp tục cập nhật các thông tin về tình hình giao tranh ác liệt ở Trung Đông, Israel cảm ơn Mỹ vì chặn nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Gaza. Cựu phó tổng thống Mike Pence nói ông Biden yếu kém gây xung đột ở Trung Đông. Các thông tin đáng chú ý khác: Trung Quốc phóng thành công vệ tinh giám sát biển. Hàng ngàn người Peru bị nhiễm độc chì, thạch tín, thủy ngân ở nồng độ cao. Pháp bắt đầu nới lỏng hạn chế sau 6 tuần phong tỏa. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay, và tôi là Quang Huy. Mở đầu chương trình ngày hôm nay với thông tin: trong bối cảnh mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đang liên tục nóng lên về vấn đề Đài Loan, ngòi nổ mới nhất cho căng thẳng vừa diễn ra vào ngày 18 tháng 5 khi Mỹ điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan. Vốn coi Đài Loan là của mình, Trung Quốc đã vô cùng tức giận và ra tuyên bố phản đối và khẳng định sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa thách thức. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Curtis Wilbur vào ngày 18 tháng 5 thực hiện chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan. Ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc Trương Xuân Huy đã bày tỏ sự kiên quyết phản đối, cho rằng hành động của Mỹ đã gửi tín hiệu sai lầm, đe dọa hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan. Người phát ngôn cho biết Bắc Kinh đã tổ chức lực lượng theo dõi và giám sát toàn bộ hành trình của chiến hạm Mỹ, phòng ngừa cảnh giới nghiêm ngặt, sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa thách thức. Đài Loan luôn là một trong những vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan ngày càng trở nên căng thẳng. Sau khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền tại hòn đảo này năm 2016, bà Thái luôn nhấn mạnh Đài Loan là một quốc gia độc lập với tên gọi chính thức là Trung Hoa Dân Quốc. Vừa qua, một binh sĩ Đài Loan đã phàn nàn về việc phục vụ và ăn uống trên mạng xã hội đã vô tình tiết lộ việc quân đội Mỹ lần đầu tiên vào đóng và tham gia hoạt động chung trong doanh trại ở Đài Loan, gây xôn xao dư luận. Theo trang tin đa chiều vào ngày 18 tháng 5, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng điều này đã phá hoại đường ranh cơ bản của nguyên tắc một Trung Quốc, trong khi một trang tin lớn cho rằng nếu chuyện này là đúng thì hậu quả sẽ khôn lường. Vào ngày 16 tháng 5, United Daily News, một tờ báo của Đài Loan đã tiết lộ thông tin rằng các sĩ quan và binh sĩ lữ đoàn hợp tác an ninh quân đội Mỹ đóng tại một căn cứ ở Tân Trúc để hỗ trợ hướng dẫn huấn luyện chiến đấu. Những người lính tại căn cứ cũng phàn nàn rằng thức ăn và sự đãi ngộ dành cho lính Mỹ quá tốt. Sau đó, các sĩ quan và binh sĩ của căn cứ tiết lộ rằng một số lượng lớn sĩ quan và binh sĩ của lữ đoàn hỗ trợ lực lượng an ninh Mỹ thực sự đã từng đóng quân trước đó, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ tham gia hoạt động của Liên Quân. Tuy nhiên, các nhà chức trách Đài Loan không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Mặc dù tin tức chưa được xác nhận, nhưng Đài Loan có đề cập rằng để đối phó với xung đột quân sự có thể xảy ra ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thủy quân lục chiến Mỹ đang chuyển đổi thành các đơn vị nhỏ với khả năng tấn công chính xác tầm xa. Ví dụ, cuộc tập trận quy mô lớn gần đây Northern Edge 2021 do quân đội Mỹ tổ chức ở Alaska trong lĩnh vực siêu thanh, phi đội máy bay chiến đấu của không quân, đội tàu hải quân và sự thay đổi nhanh chóng của thủy quân lục chiến trong chiến thuật tác chiến và chiến lược ở khu vực Tây Thái Bình Dương, nhằm phá vỡ ưu thế tuyệt đối của PLA ở chuỗi đảo thứ nhất và sức răn đe tấn công khả năng chiến lược ngoài chuỗi đảo thứ hai. Từ lâu, ở Mỹ và Đài Loan đã lan truyền thông tin quân đội Mỹ đang đóng tại Đài Loan. Tuy nhiên, những tin tức này nếu có cũng chỉ nhấn mạnh rằng mục đích của Mỹ khi đến Đài Loan chỉ trên cương vị là cố vấn, và hầu hết trong số đó là quân đội đã nghỉ hưu. Thông tin này được đưa ra để đánh lạc hướng POA vì lo ngại rằng Trung Quốc đại lục đánh giá sai về hợp tác quân sự Mỹ-Đài Loan, đồng thời tỏ ra thận trọng trước những tình huống xấu. Trên lĩnh vực ngoại giao, mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên đã chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi toàn nói những lời dối trá sau khi bà kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Ông cho rằng các chính trị gia Mỹ nên ngừng sử dụng hoạt động Olympic để chơi trò chính trị hèn hạ hoặc sử dụng cái gọi là vấn đề nhân quyền như cái cớ để bôi nhọ và vu khống Trung Quốc.
Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi toàn nói những lời dối trá sau khi bà kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh, dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2022. Trước đó, bà Pelosi, một đảng viên đảng Dân Chủ đã phát biểu trước một cuộc điều trần lưỡng đảng vào thứ Ba 18 tháng 5 rằng cả thế giới nên tẩy chay Thế vận hội, chỉ trích Trung Quốc vi phạm nhân quyền và nói rằng các nhà lãnh đạo toàn cầu nếu tham gia sự kiện này thì đồng nghĩa với việc cổ suý cho sự vô đạo đức. Bắc Kinh được ấn định đăng cai Thế vận hội vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, IOC, cơ quan chịu trách nhiệm chính cho Olympic, đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về quyết định trao quyền đăng cai cho một quốc gia đang vướng phải nhiều chỉ trích dữ dội về nhân quyền như Trung Quốc. Trên lĩnh vực kinh tế, thưa quý vị, mới đây Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm một nhà máy sản xuất xe điện của hãng Ford. Tại đây thì ông đã thúc đẩy Quốc hội thông qua gói hạ tầng trị giá 2,3 nghìn tỷ đô la của mình. Theo ông, điều này sẽ mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho ngành sản xuất ô tô điện. Và để thêm thuyết phục, ông Biden cho biết Mỹ đã bị Trung Quốc bỏ lại sau lưng trong lĩnh vực này từ rất lâu. Không chỉ Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác cũng đang manh nha vượt mặt Mỹ. Vừa qua, Philippines tuyên bố không công nhận việc Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2021. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines, lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm của Trung Quốc vượt ra ngoài các quyền lợi hợp pháp trên biển của Trung Quốc theo UNCLOS, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và không có cơ sở luật pháp quốc tế. Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Philippines DFA đã chỉ ra việc Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá đã vi phạm điều 56 của UNCLOS về quyền chủ quyền của nước này đối với các nguồn tài nguyên sinh vật trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, đã được khẳng định bằng phán quyết trọng tài của Philippines đối với Trung Quốc vào năm 2016. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines trích dẫn điều 716 của phán quyết trọng tài về Biển Đông năm 2016 rằng lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm điều 56 của UNCLOS năm 1982 về quyền chủ quyền của Philippines đối với các nguồn tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố này sau khi Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thông báo lệnh cấm bao gồm vùng biển phía Bắc vĩ độ 12 trên Biển Đông. Philippines cho rằng đây là khu vực mà Philippines có quyền chủ quyền và quyền tài phán. Vào chiều ngày 19 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường sang Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Moon Jae-in là nhà lãnh đạo thứ hai mà Tổng thống Joe Biden hội đàm trực tiếp sau Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ông Moon hy vọng rằng là thông qua sự kiện này để vực dậy các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ lâu với Triều Tiên và thúc giục Nhà Trắng tiếp tục vấn đề này một cách khẩn trương hơn. Các quan chức Hàn Quốc cho biết họ rất hy vọng vào việc xem xét lại các chính sách gần đây của chính quyền mới. Trong đó, nhiều quan chức đã kêu gọi tập trung vào các bước để làm giảm căng thẳng với Triều Tiên. Trong đó, tập trung vào việc yêu cầu Bình Nhưỡng loại bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đó có thể không phải là trọng tâm chính của hội nghị thượng đỉnh lần này. Theo nhiều nhà quan sát, ông Moon có thể sẽ chỉ tập trung vào việc yêu cầu Mỹ chia sẻ vaccine trong bối cảnh Seoul đang bị thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Ông Moon đến Washington vào thứ Năm 20 tháng 5 và sẽ ở lại đến ngày 24. Ông sẽ tham gia một loạt các cuộc họp thượng đỉnh với ông Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và các nhà lãnh đạo quốc hội khác. Vào ngày 18 tháng 5, Israel thông báo đóng cửa khẩu Kerem Shalom vào Gaza sau vụ nã đạn pháo vào khu vực này khi các xe cứu trợ đi qua. Trước đó, cơ quan phụ trách giám sát các cửa khẩu thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết Israel đã mở cho cửa khẩu Kerem Shalom hoạt động, cho phép xe tải chở hàng viện trợ dân sự do các tổ chức viện trợ quốc tế quyên tặng vào dải Gaza. Tuy nhiên, sau khi một loạt đạn pháo bắn về phía cửa khẩu Kerem Shalom, cơ quan trên đã ngừng cho toàn bộ xe tải vào Gaza. Hiện mới chỉ có 5 xe tải chở nhiên liệu và thức ăn đã đi qua cửa khẩu Kerem Shalom. Cùng ngày, một số tờ báo Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo chiến dịch quân sự sẽ kéo dài thêm vài ngày. Trong chuyến thị sát và gặp gỡ lãnh đạo của cộng đồng gần khu vực Gaza, ông Netanyahu cho biết chiến dịch quân sự sẽ tiếp diễn thêm vài ngày, mọi hành động bắn rocket từ Gaza sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. Trong khi đó, phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và nhóm Hamas đang kiểm soát dải Gaza đã kêu gọi người dân Palestine đấu tranh với các lực lượng Israel tại bờ Tây trong ngày thịnh nộ 18 tháng 5. Các cuộc tấn công từ Gaza và hành động đáp trả của quân đội Israel đã bước sang ngày thứ 9. Đến nay, cơ quan cấp cứu quốc gia Israel MDA đã cứu chữa cho 324 người bị thương do tên lửa, trong khi 12 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Y tế chính quyền Palestine BA thông báo, từ ngày 7 tháng 5 đến nay, 237 người Palestine đã thiệt mạng và 6.278 người bị thương, trong đó có 223 trẻ em và 22 phụ nữ.
Mới đây thì Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã gửi lời cảm ơn Mỹ vì một lần nữa đã ngăn chặn nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trước đó vào ngày 17 tháng 5, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần thứ ba sử dụng quyền phủ quyết bác bỏ dự thảo về tuyên bố chung kêu gọi giảm leo thang căng thẳng và bày tỏ lo ngại về thương vong trong hơn một tuần vừa qua. Independent dẫn lại bài đăng của Bộ trưởng Benny Gantz như sau: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền Mỹ và đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, người mà tôi đã nói chuyện trong tuần này, vì đã ngăn chặn đúng đắn tuyên bố bất công của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi chỉ trích hành động của Israel ở Gaza." Ông nhấn mạnh, trong khi Hamas, một tổ chức khủng bố nhắm mục tiêu vào dân thường và phạm tội ác chiến tranh, mục tiêu của chúng tôi chỉ là phá bỏ cơ sở hạ tầng chống khủng bố và bảo vệ người dân. Lời chỉ trích nhằm vào Israel là đạo đức giả và gây bất lợi cho cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Trước đó, ngày 17 tháng 5, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần thứ ba sử dụng quyền phủ quyết bác bỏ dự thảo về tuyên bố chung kêu gọi giảm leo thang căng thẳng và bày tỏ lo ngại về thương vong trong hơn một tuần qua. Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã vừa công bố một video phát trên YouTube thông qua tài khoản của tổ chức Advancing American Freedom. Ông đã chỉ trích tổng thống Joe Biden và nội các hiện tại của Mỹ là quá yếu ớt, dẫn đến xung đột giữa Israel và Palestine bùng nổ như những ngày vừa qua. Mở đầu bài phát biểu, cựu phó tổng thống Mike Pence khẳng định Israel là một trong những đồng minh đáng trân trọng nhất của Mỹ. Ông nhắc lại dưới nhiệm kỳ của mình và tổng thống Donald Trump, ông đã nhiều lần tới thăm Israel, gặp thủ tướng Benjamin Netanyahu, cũng như đến viếng bức tường than khóc. Ông khẳng định giai đoạn đó, Mỹ và Israel đã chứng kiến một bước hòa bình rất dài ở khu vực Trung Đông. Nhiều quốc gia đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nhà nước Do Thái sau hàng ngàn năm thù địch. Israel gần như không có ai dám gây chiến và xung đột. Nước Mỹ có nhiều hành động thực tế để chứng minh với thế giới về nền hòa bình đó. Phó Tổng thống Mike Pence cho rằng sự thay đổi bắt đầu từ khi Tổng thống Joe Biden lên cầm quyền. Những ngày qua, Israel bị tấn công một cách vô lý từ nhóm vũ trang Hamas. Điều này diễn ra bởi sự yếu ớt của Washington thông qua các chính sách mới ở Trung Đông, như tái viện trợ nhân đạo cho Palestine hay tìm cách quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Tổng thống Joe Biden đã thay thế sức mạnh bằng sự nhu nhược, chính trực bằng sự hoang mang và lòng trung thành bằng sự lưỡng lự. Ông Pence hy vọng Tổng thống Biden và các lãnh đạo khác sẽ đề cao quan điểm Israel có quyền tự vệ trước các hành động cực đoan của Hamas. Cuối cùng, ông Pence chốt lại rằng hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Jerusalem và nước Mỹ luôn đứng về phía Israel. Vào hôm thứ Ba ngày 18 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cộng đồng quốc tế nên thực hiện một số giải pháp tích cực trong cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine trong bối cảnh bạo lực ở dải Gaza đã bước sang tuần thứ hai. Phát biểu tại cuộc gặp với các đại sứ thế giới tại Nga, ông Putin cho biết bất kỳ giải pháp nào liên quan đến tình hình Trung Đông đều phải dựa trên các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc được luật pháp quốc tế công nhận. Bên cạnh đó, nhân cơ hội này, ông Putin cũng đã bật mí về loại vaccine COVID-19 mà nước này đang sáng chế và cho biết thêm rằng loại vaccine này sẽ sớm được tung ra thị trường. Xin được chuyển sang một thông tin về không gian. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh giám sát đại dương mới vào quỹ đạo từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc nước này. Tên lửa Longbach 4B mang theo vệ tinh Hải Dương 2D, Hải Giang 2D, HI2D đã cất cánh lúc 12 giờ 03 phút chiều theo giờ Bắc Kinh. HI2D sẽ tạo thành một chòm sao với các vệ tinh HI2B và HI2C để xây dựng một hệ thống giám sát môi trường biển 24/24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết với tần suất cao trên quy mô vừa và lớn. Chòm sao vệ tinh sẽ hỗ trợ Trung Quốc cảnh báo sớm và dự đoán các thảm họa biển, phát triển bền vững và sử dụng tài nguyên đại dương, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như nghiên cứu đại dương. HI2D được Học viện Công nghệ Không gian Trung Quốc phát triển, còn tên lửa đẩy do Học viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải chế tạo. Vụ phóng ngày 19 tháng 5 là lần phóng thứ 370 của dòng tên lửa Long March. Thưa quý vị, theo tờ Bangkok Post, trong báo cáo mới nhất vào ngày 18 tháng 5 được công bố, bà Maria Jo Varemanti, nhà nghiên cứu hàng đầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết thực hiện các nghiên cứu trong giai đoạn 2018-2020 đối với 11 cộng đồng thổ dân Kana sinh sống ở tỉnh Esbina thuộc vùng Sesko. Các nhà khoa học đã phát hiện khoảng 8.000 người đã bị nhiễm độc chì, thạch tín, cadimi, thủy ngân và manga ở nồng độ cao. Theo các xét nghiệm đối với 150 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu cũng cho thấy 78% những người này có hàm lượng kim loại và các chất độc hại ở mức đe dọa tới sức khỏe của họ. Báo cáo nhấn mạnh một lượng rất nhỏ các kim loại chì, cadimi và thủy ngân trong cơ thể cũng đủ đe dọa sức khỏe, trong khi thạch tín, nhất là thạch tín vô cơ, là loại chất rất độc hại.
Bà Maria Jo Veramendi, nhà nghiên cứu hàng đầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế Peru, kêu gọi giới chức y tế Peru đề ra một chương trình giám sát tình hình dịch tễ thường xuyên ở Espina để làm rõ tác động chung của hoạt động khai thác khoáng sản đối với người dân trong vùng. Bà cũng kêu gọi chính phủ Peru tăng cường giám sát các hoạt động khai khoáng nhằm đảm bảo hoạt động khai thác không đe dọa tới sức khỏe của người dân. Peru là một trong những nước khai thác đồng, vàng, bạc, kẽm và chì lớn nhất thế giới. Trong thập kỷ qua, hoạt động khai khoáng chiếm 16% tổng đầu tư tư nhân của nước này, chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu của nước này, đồng thời tạo ra 1,8 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp. Vào chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, những người dân đang mua sắm ở SEG Plaza, một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc, đã rất hoảng sợ và bỏ chạy khi nó bắt đầu rung lắc bất thường dù không có động đất. Tòa tháp chọc trời SEG Plaza, biểu tượng của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, bắt đầu rung chuyển vào khoảng 13 giờ hôm nay, 12 giờ Hà Nội. Video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy trên phố. Nhiều người vừa chạy vừa sợ hãi quan sát phía trên tòa tháp. Theo video quay cận cảnh, một số đồ vật trên tầng cao của tòa nhà cao 355m cũng bị rung chuyển. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố xác nhận trên Weibo rằng tháp bị rung lắc. Giới chức Thâm Quyến cho hai thành phố không ghi nhận trận động đất nào trong hôm nay và đang điều tra sự việc. Tất cả người bên trong đã được sơ tán và tháp được phong tỏa lúc 14 giờ 40 phút. Người dân hiện không được phép quay trở lại tòa nhà này. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp cho biết nguyên nhân vụ rung lắc đang được các bộ phận khác nhau xác minh. Vào ngày 18 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng dựa trên tình hình hiện tại, Úc vẫn chưa đủ an toàn để cho phép công dân đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 đi ra nước ngoài, dù các ngành công nghiệp du lịch và hàng không đang chịu tổn thất nặng nề và đang liên tục hối thúc chính phủ nhanh chóng mở lại các đường biên giới quốc tế. Thủ tướng Úc cho biết mọi kế hoạch nới lỏng các quy tắc biên giới với du khách đã tiêm phòng đầy đủ chỉ có thể thực hiện được chỉ khi mọi việc an toàn để làm như vậy. Úc đặt kế hoạch mở lại biên giới với phần còn lại của thế giới từ giữa năm 2022, ngay cả khi kế hoạch liên bang hy vọng sẽ tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ cho gần 26 triệu dân vào cuối năm nay. Các hãng hàng không, các công ty khai thác du lịch và các trường đại học vốn lao đao vì ảnh hưởng của lệnh cấm biên giới đã thúc giục chính phủ liên bang nhanh chóng mở cửa biên giới. Tôi hiểu rằng mọi người đang rất muốn được quay về thời điểm trước dịch, nhưng chúng ta phải hiểu rằng năm 2021 chúng ta còn đang chịu tác động nặng nề bởi đại dịch hơn cả năm ngoái. Chúng tôi có thể đưa người dân Úc trở về cuộc sống như trước, nhưng giờ chưa phải lúc. Úc đã đóng cửa các đường biên giới, đường không, đường biển từ tháng 3 năm 2020, chủ yếu với những người không phải công dân và thường trú nhân, nhằm giữ tỷ lệ mắc COVID-19 của nước này ở mức tương đối thấp, chỉ dưới 30.000 ca và 910 ca tử vong. Tại Canada, mới đây 61 hiệp hội và phòng thương mại đã gửi một thư chung tới chính phủ yêu cầu đưa ra một cách tiếp cận rõ ràng và nhất quán trên phạm vi toàn Canada để mở cửa trở lại nền kinh tế, có phương án cụ thể để có thể giải quyết các vấn đề như hạn chế đi lại, giao thông công cộng và tụ tập cộng đồng. Đầu tháng này, tỉnh Saskatchewan đã đi tiên phong khi công bố kế hoạch chi tiết về những điều doanh nghiệp có thể làm ở các giai đoạn khác nhau của chiến dịch tiêm chủng cấp tỉnh. Ví dụ, các nhà hàng và quán bar ở Saskatchewan đã được phép mở cửa trở lại phục vụ ăn uống ở không gian trong nhà với tối đa 6 người mỗi bàn. 3 tuần sau khi 70% số người trên 40 tuổi ở tỉnh đã được tiêm một liều vaccine phòng COVID-19. Canada hiện đứng thứ 3 trong nhóm 7 nước công nghiệp tiên tiến nhất thế giới G7 về tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 với 48,79 liều trên 100 dân, trong khi Vương quốc Anh dẫn đầu với 83,49 liều trên 100 dân. Chính phủ Liên bang Canada cũng đã đưa ra một số hướng dẫn về những hoạt động xã hội có thể được phép thực hiện vào mùa hè và mùa thu này, tùy thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, chính phủ có thể cho phép cắm trại, dã ngoại và ăn tối ở không gian ngoài trời tại những khu vực mà 75% số người đủ điều kiện tiêm chủng đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 và 20% đã được tiêm liều thứ hai. Tuy nhiên, hướng dẫn của chính phủ liên bang gần như chưa đề cập đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ ngày 19 tháng 5 vừa qua, tất cả các cửa hàng bao gồm cả các cửa hàng không thiết yếu, trung tâm thương mại lớn tại Pháp được cho phép mở cửa trở lại. Không gian ngoài trời tại các quán cà phê và nhà hàng cũng đã được mở với 50% công suất, giới hạn là 6 người một bàn. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, người Pháp dành nhiều thời gian cho việc ăn uống hơn so với công dân ở bất kỳ quốc gia phát triển nào khác. Khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, người Pháp nóng lòng được trở lại những quán ăn thân thuộc. Và những ngày vừa qua thì số ca bệnh phải điều trị tích cực tại Pháp đã giảm xuống. Chương trình tiêm chủng cũng đã được đẩy mạnh, đã tạo đà cho Pháp thúc đẩy mở cửa trở lại. Đến nay, hơn 20 triệu người dân, tương đương là 30% dân số Pháp đã tiêm ít nhất một liều vaccine.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.